看糊涂，前程如梦过去，一起高歌再上路。我有我的感触，谁说冷傲？我会追得到，就算闯天几高，管不到迎面几多风霜。始终仍是不改态度，沉默上路。有高高低低三不力量是不识鼓舞，风弯神奇，终可喝到。三不力量，风弯神奇，怎可？Anh Dinh, đường số. Anh Dinh à, có khách sạn. Chạy mau, chạy mau, chạy mau lên, chạy đi. Tổ, qua bãi gì? Yes sir, đi. Hai tay để trên đầu, ngồi xuống đất. Ngồi xuống. Bỏ xuống xuống. Bỏ xuống xuống. Lượm xuống nó lên. Sao là mày gì? Hai đứa bay quen nhau hả? Đàn em cũ của tôi. Vậy thì càng không nên để cho mày sống. Tốt nhất là mày bắn chết tao đi. Nếu không thì mày sẽ hối hận. Tao sẽ tội nguyện cho mày. Anh Vinh, đợi chút. Quy, chúng ta không thể yếu lòng. Nó đã biết mặt tụi mình, không giết nó không đỡ đâu. Đợi chút. Để tôi. Ủa? Anh Quy, anh Quy à, có sao không vậy? Anh Quy, gọi xe. Khoảng một tiếng đồng hồ trước đây, ở tại nghĩa địa xe đã xảy ra một vụ nổ súng. Một nhân viên hải quan đã bị trúng đạn, bị thương và hôn mê bất tỉnh. Theo như nhận xét, đây là do cùng một tổ chức buôn lậu đã gây ra. Đội điều tra chất độc của hải quan đã triển khai nhiều hoạt động. Yên tâm đi, không sao đâu. Một phát đạn bắn ngay ngực của nó, chết chắc mà. Chết là cái chết.
Anh Quê thế nào? Còn chưa ra ngoài? Chị yên tâm, sức dịp sẽ không sâu đâu. Anh Quê sẽ vượt qua nổi mà. Phải rồi, anh ấy còn mời chúng ta ăn đám cưới nữa mà. Anh ta nói giữ lời hứa lắm. Khăn này hình như là của tôi tặng cho anh Quy mà. Của anh Trương hả? Tôi không chắc chắn, nhưng mà cái kiểu thì y hệt như vậy. Là anh? Chính là anh ta. Anh ta có phần trong vụ buôn ma túy. Quy, nói bậy cái gì đi? Em họ của tôi không có làm chuyện gì đâu. Quy, nè nè, tổ miền thúi, đừng nói bậy bạ nha. Tôi không nói bậy. Lúc đó anh Trương có mặt tại hiện trường mà. Đại ca Quy thiệt sự bị anh bắn đó. Hiện trường cái gì chính mắt mày nhìn thấy hả? Mày nói nữa tao không khách sáo đâu. Cái gì tôi nói hiểu không? Mà tao nói mà. Bỏ đi. Bác sĩ. Bác sĩ. Sao rồi? Viên đạn không có trúng tim, nhưng ra máu nhiều quá, cho nên bệnh tình còn chưa ổn định. Tôi có thể vào thăm ảnh không? Được chứ. Nhưng để tôi chuyển phòng đã. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Em biết là anh không thích cho em khóc. Em không muốn anh phải nhìn thấy em như thế này. Để em đi rửa mặt nha. Chút nữa trở lại với anh. Anh Quê xin lỗi nha. Hy vọng anh được bình yên. Lúc nãy cho cô cung đừng có nhắc tới sếp Trương chứ. Tôi nói sự thật thôi. Sự thật? Anh dám khẳng định không? Tôi không cần biết anh có bắn hay không, nhưng mà tôi khẳng định có liên quan trong vụ này. Có chính mắt nhìn thấy hay không? Quê, đừng gây nữa. Đừng có gây nữa, vào thăm anh Quê trước đi. Anh còn tới đây làm gì? Muốn giết người bịt miệng hả? Trương Hạo Quy, tại sao xuất hiện trong bệnh viện? Bởi vì tôi biết ông Diệp bị thương. Còn có tên đồng nghiệp sao? Có phải mày bắn ổng không? Không phải. Không phải? Tao thấy mày có mặt ở đó mà. Không có. Vậy tại sao lại có cái khăn của ông? Tôi làm mất lâu rồi. Không có chuyện gì chứ? Không có gì, tôi đi trước. Không được, ngồi xuống. Muốn chơi luật với tôi hả? Tôi biết luật nhiều hơn. Ông nên nhớ là ông không có quyền bắt người dân vô tội. Vô tội hả? Bắn chết ta cũng không tin. Nếu có bằng cớ thì bắt tôi từ lâu rồi, phải không? Giờ có thể điều tra nữa. Tôi đã nói hết rồi. Tin hay không thì mấy người. Tôi đi nha. Tránh ra. Quy.
Em à, hãy lên tiếng nói chuyện đi. Thấy gì ngay như vậy em được yên lòng lắm sao? Đâu có gì để nói. Tại sao lại gạt chúng tôi, nói là đi Đài Loan, lại ở chung với mấy thằng lưu manh, còn nổ súng bắn người ta nữa? Có nhiều con đường để đi, tại sao con lại chọn con đường đó chứ? Đó là con đường chớ thôi, ngày tàn của ba thế nào con thấy mà. Tôi nhất định sẽ tốt hơn ông. Tôi vừa có học thức lại vừa can đảm, tôi giỏi hơn ông nhiều. Tôi nhất định sẽ ngon lành hơn. Còn nữa, má à, từ nhỏ tới lớn má đều biết con thích làm hải quan mà, có phải không? Nhưng mà bây giờ con bị họ cách chức rồi, đâu còn đường để mà lựa chọn, phải không? Vì vậy cho nên con muốn chứng minh cho bọn hải quan biết, nếu như không có con là sự tổn thất của họ. Quỳ, em à, tại sao em lại nghĩ như vậy? Bây giờ em đút cái đầu vô vực thẳm, người thiệt thòi là em đó, có biết không? Anh Đông, con đường này là do em lựa chọn, cứ mặc kệ em, em sẽ chịu trách nhiệm. Không có chuyện gì chứ? Tôi đi nha. Quy, Quy, tại sao Hậu Quy nó lại như vậy hả? Anh cũng không biết. Không bao giờ bỗng dưng vô cớ lại trở thành như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân. Nga, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ dìu dắt Hạ Quy trở về con đường chánh. Tôi không thể để cho con tôi chết. Anh Cơ, yên tâm đi, bọn hải quan hả không làm gì được tôi đâu. Quy, tôi biết là em khôn lên. Số tiền này cầm lấy đi. Tiền? Tại sao lại cho tôi số tiền lớn vậy hả? Số tiền này đi làm ăn cũng được, rời khỏi Hồng Kông cũng được. Nói tóm lại, em không còn dính líu ở đây nữa. Anh Cơ à, em đâu có làm gì sai. Ngoài ra bọn hải quan đâu có làm gì được em đâu chứ. Tin em đi, không có gì đâu. Quỳ, tôi biết là em giúp đỡ được tôi cũng không đành sai em. Sao cũng được, hãy rời khỏi chỗ này. Có phải có người muốn anh làm gì không? Tôi không phải dì hộp. Em đi đi. Được. Alo. Dạ phải, xong hết rồi. Dạ được, lát gặp. Sao đây, nó có nói gì không? Không có nói gì hết. Hà Huy giúp được nhiều việc, tại sao không giữ nó lại để mà giúp đỡ? Tôi không muốn nó đi con đường này. Ai đó? Cháu biết rõ cậu Sơn làm nghề này có phải thất bại lắm hay không, nhưng cậu đem khó lòng chấp nhận. Cũng giống như khi cậu biết cháu theo dân cờ để làm ăn, cậu thật sự không muốn chết đi con đường này. Năm xưa cậu chỉ là bất đắc dĩ, sau khi từ đại lục xuống đây không quen không biết, không nhờ sức của mình thì không có cơm ăn. Sau đó được một đại ca để ý, kêu cậu theo ổng làm ăn, tới cuối cùng còn tiếp quản luôn việc làm ăn của ổng nữa. Nói thiệt nhờ, cậu đã có ý thay đổi. Thật ra cậu đã quyết định rồi, sau khi giao hết mọi việc cho Lý Gia Cơ thì sẽ rời khỏi Hồng Kông để hồi hưu. Thì sao? Đã bao nhiêu năm rồi, con không thấy rõ hay sao? Nhìn thấy đàn em của mình vì đồng tiền hết người này tới người khác, nếu không chết bạc mạng thì bị ở tù, đêm nằm gặp cơn ác mộng hay là ngủ không được.
Nếu như muốn có cuộc sống thoải mái thì đừng bao giờ đi con đường của cậu, không có kết quả đâu. Từ lúc bây giờ còn có thể rút chân ra. Quay lại đi. Cháu không thể nào quay về được nữa. Chính tại cháu đã bắn thuộc hạ ngày xưa của cháu. Nếu như nó tỉnh lại, nhất định sẽ nói tên của cháu ra. Lúc đó không còn gì để xoay sở. Cháu đã hết đường rồi. Yên tâm đi, cháu sẽ không sao đâu. Nhất định có đường lựa chọn. Sau đây tụi mình về đá banh nha. Anh Quê, sao rồi, anh cảm thấy thế nào? Ê, nằm yên, nằm xuống đi. Anh có biết đêm qua anh chảy rất nhiều máu không? Vết thương của anh bây giờ có đau lắm hay không? Có bà vợ bên mình thì nhất định không đau. Ai là vợ của anh? Cái này là cái gì đây? Nếu anh chưa có tỉnh dậy, chưa gì em đã đeo chiếc nhẫn này, có phải muốn ai giá không? Anh đừng có nói những chuyện như vậy nữa. Không cho anh nói nữa đâu. Tôi mang quà tới. Cảm ơn. Gì mồm quá vậy? Mời kìa bác sĩ. Anh Quê, anh có sao hay không? Anh Quê, không sao. Tại sao lại như vậy? Mấy hôm trước, một nhân viên trong hải quan đã bị thương trong công vụ. Chiều ngày hôm nay, ở tại bệnh viện Ái Tâm đã bị một người mà nhà chức trách nghi ngờ là một sát thủ chuyên nghiệp tới hành hung. Trong quá trình, một y tá đã trúng đạn qua đời và nhân viên hải quan bình an vô sự. Còn tên côn đồ đó đã trốn thoát biệt tâm. Có phải cậu cho người giết Quê hay không? Phải không? Trả lời đi! Cậu làm như vậy cũng vì cháu thôi. Nếu nó chết rồi thì cháu sẽ vô sự. Quỳ, cháu có biết là tại sao cháu không thể nào đi con đường cũ của cậu không vậy? Bởi vì cháu không có lòng dạ độc ác. Ở trong cái dòng của chúng tôi, những người ngăn cản chúng tôi thì đều phải chết. Không cần biết người đó là anh em ruột hay là người yêu, đều không thể bỏ qua. Quỳ à, nếu như cháu muốn có chân đứng ở trong cái nghề này, điều đầu tiên cháu phải học là cây cú ác độc. Má Mì. Con à, uống trà sâm đi. Cảm ơn má. Đừng nghĩ nhiều nữa, uống xong rồi ngủ sớm. Ngủ ngon. Ngủ ngon.
Phượng Di, em còn nhớ những gì anh nói với em trước khi em đi Đài Loan không? Anh xin lỗi em. Những gì mà anh đã làm ngày hôm nay đều làm cho em đau buồn và chán nản. Nhưng mà em phải tin anh, tất cả những điều mà anh làm đều có nguyên nhân của nó. Với hoàn cảnh của anh bây giờ, anh không thể nào giải thích với em được. Nhưng mà em nhất định phải tin anh. Không cần biết xảy ra bất cứ chuyện gì, anh vẫn là Trương Hạ Huy của ngày xưa. Một ngày nào đó, anh sẽ trở về bên cạnh em. Nhất định như vậy. Tôi có thể nghe ra lời nói của anh Huy. Anh trở thành như vậy, chắc là có gì khó nói. Hạ Huy thật sự có chuyện. Chứ còn gì nữa, nó lấy súng bắn vô người của anh mà. Xem chút nữa anh chết trong tay của nó rồi. Anh Vinh, khoan đã. Huy à, chúng ta không thể mềm lòng. Nó biết mặt chúng ta rồi, nếu không giết nó không được. Khoan đã. Để tôi. Không lẽ chúng ta hiểu lầm anh? Nếu như Hạ Quỳ cố tình giết chết tôi, một phát đạn có thể giải quyết được rồi. Anh Quỳ, anh nghĩ Hạ Quỳ có phải làm nội gián không? Tình hình của Hạ Quỳ hôm đó và sau khi nghe xong cuốn băng cassette, có lẽ là Hạ Quỳ có nỗi khổ. Nếu mà như vậy thì lớn chuyện đó. Tổ chức đó rất mạnh và còn ác độc nữa. Làm nội gián chỉ có chết mà thôi. Vậy anh Huy sắp nguy hiểm. Không cần phải lo lắng đâu. Hạ Huy xưa nay bình tĩnh và sáng suốt không sao đâu. Hạ Huy không có làm chuyện như vậy đâu. Xưa nay nó có lòng chính nghĩa, không có làm điều phạm pháp đâu. Không bao giờ làm chuyện như vậy đâu. Dì à, dì đừng có khóc nữa nha. Chị Nga, em hứa với chị, bất cứ giá nào em cũng sẽ dìu dắt Hạ Quỳ. Dìu dắt cái nỗi gì? Bây giờ nó giống hệt như là bị quỷ ám rồi, không có ai khuyên được nó đâu. Cậu biết nó từ nhỏ tới lớn, năm nay chỉ mới có 20 mấy tuổi thôi, còn có biết bao nhiêu tương lai. Nó không nên đi con đường đó. Trong này mà em sẽ rời khỏi Hồng Kông. Người cậu nuôi giống như em đi, không bao giờ để cho nó tiếp tục làm nổi đâu. Nhớ như không thì ra đi cũng không yên lòng. Chị Nga, chị yên tâm đi, không bao lâu nữa em sẽ đưa thằng Quyên ngày xưa về đây gặp chị. Ê, madam. Madam à, khuyên dễ đi, lúc nào gì ta cũng vậy hết. Bác gái. Gì? Có phải Hạ Huy đã làm sai chuyện gì cho nên cảnh sát tới đây bắt nó? Bác cứ yên tâm đi, Hạ Huy không phải là người như vậy. Trước sau gì anh cũng quay trở lại. Sợ rằng lúc đó quay trở về cũng đã quá muộn rồi. Nói tóm lại, anh Huy vẫn là anh Huy của ngày xưa. Gì à? Nói như vậy là ý gì? Sau khi cháu nghe cuộn băng cassette của anh gửi cho cháu, nếu mà không có lầm lẫn, bây giờ anh vẫn làm việc cho hải quan. Gì không hiểu ý của cháu muốn nói gì? Bác cứ yên tâm đi bác gái, cháu có rất nhiều chuyện không thể nói được. Tóm lại Hạ Huy sẽ trở về bên cạnh của bác. Vô đi. Cậu Sơn, chào cậu. Hạ Huy, ngồi đi. Mệt mỏi lắm sao? Nhậu tới lúc đóng cửa mà. Cậu còn nhớ cháu ngày xưa, sáng nào cũng chạy bộ, bây giờ không chạy nữa hả? Hết rồi, bây giờ cháu mà gặp ánh sáng là cháu sẽ chết ngay.
chưa tới 12 giờ trưa thì chưa thức dậy. Không biết ngày xưa làm sao có thể thức sớm để chạy bộ hả? Alo. Phải. Vậy hả? Được, tôi tới ngay. Cậu thiệt là đáng trí. Đã hứa là họp báo ký giả tài chánh mà cũng quên mất tiêu. Quy à, ở, cháu đợi cậu nhờ. Nửa tiếng sau cậu sẽ trở về. Ờ, được. Anh em mày coi tao như thằng khốn. Tao không giết chết mày. Từ nay làm sao làm ăn đi. Không được. Nếu không thể chết được. Anh Sơn à, đừng có quá yếu lòng. Nếu như không thì anh sẽ chết thôi. Anh Sơn, thằng này nó biết được nhiều chuyện. Nó không chết là mình chết thôi. Đừng nói thêm nữa. Không có lệnh của tôi, không ai được đụng tới nó. Anh Sơn à, cho dù phải giết, vậy là chính ta được giết. Ê, cậu Sơn, sao báo lẹ quá vậy? Cháu định uống rượu chát của cậu nè, uống ly nha, ngon lắm đó. Nếu như thích, thì xách cái chai về đi. Thôi đi, cháu đâu phải là uống thường lắm. Hạ Huy à, cháu thấy cậu đối với cháu thế nào hả? Hết nói, đề này ngoài má của cháu ra, chỉ có cậu là người tốt với cháu nhất. Vậy lời nói của cậu, cháu nghe không vậy? Nghe. Cậu đã gặp chị Nga, thấy chị khóc lóc đau buồn ghê lắm. Cháu đừng làm nghề này nữa, làm nghề đàng hoàng đi. Cháu đã lỡ nhúng chân sâu rồi, rút ra không nổi. Nghe cậu nói bỏ qua đi. Cậu sao làm nghề này lâu như vậy? Trong lòng của cậu không yên. Vì vậy bất cứ cuộc quyên góp nào cậu đều đóng góp. Hy vọng là tội của cậu có thể giảm bớt phần nào. Cháu có biết tại sao cậu giao hết mọi việc cho gia cơ không vậy? Là bởi vì cậu không muốn phạm pháp nữa. Cậu Sơn nếu như muốn làm người tốt, tại sao cháu cứ nhúng tay vào? Xưa này cháu rất nghe lời của cậu. Nghe lời cậu, bỏ cuộc đi. Xin lỗi cậu nha, lần này cháu không thể nghe lời cậu. Cậu cũng biết con người của cháu mà, giống hệt như là con cá mập, đã cắn vào rồi thì đâu có nhả ra. Đáng tiếc, cậu cũng không có cách gì làm cháu thay đổi ý kiến. Quy à, nếu như mà cháu quyết tâm làm nghề này, cậu cho cháu cơ hội. Được. Hàng của Sơn Bổn ngày mai sẽ cập bến. Ừ. Cậu để cháu và gia cơ đi lấy hàng. Nếu như biểu hiện tốt thì cháu còn nhiều cơ hội. Cảm ơn cậu. Đừng cảm ơn cậu. Sau này ra sao thì còn tùy nơi cháu. Được. Bà cô. Sao? Bà cô, có tin tức của thằng Diễn không? Lục soát khắp nơi cũng không có, chắc bỏ trốn rồi. Hề, không còn manh mối, làm sao mà giúp đỡ sếp Trương này? Đúng vậy, hoàn cảnh của sếp Trương càng ngày càng nguy hiểm. Sếp Trương tài giỏi như vậy chắc chắn có thể vượt qua. Hy vọng là mình phải. Ông Lâm. Lâm, tôi mới nhận được tin tức Sơn Bổn ở tại Tam Giác Vàng đã trao đổi bạch phiến với tập đoàn lớn nhất ở tại Hồng Kông. Có dính líu với cái vụ mà sếp Trương điều tra không? Tạm thời thì không biết. Vậy cũng được, kể như có manh mối mới. Đêm nay phải lấy hết tinh thần. Yes sir.
Con theo ba về đi. Theo mấy cái hạng người như vậy không có tương lai đâu. Làm gì đây? Chuyện này cần gì ông lo chứ? Ông có quyền hả? Quy à, ông già này là ai vậy? Là ba ngang xưa của tôi mà kệ ông đi. Quy à, bà không có tư cách để khuyên con. Nhưng bà đâu có thể nào thấy con chết mà không lo. Con cứ nói là bà không nên thần. Vậy tại sao con lại bước trên đường của bà chứ? Con có biết má của con buồn và lo cho con lắm không? Sao đây Quy, tới giờ rồi, công việc quan trọng đó. Được. Quy à, con đi đâu vậy hả? Ba không cho con đi. Đi về với bà đi. Tránh ra. Quy à, xong rồi chạy đi. Làm ơn chạy theo xe phía trước giùm tôi đi. Mau lên. Ok, nhận rõ. Ông Lê, tất cả đơn vị đã chuẩn bị xong. Không phải chúng ta tới Đồng Đa Loan hay sao? Anh có thay đổi địa điểm rồi, không nói cho anh nghe sao? Ồ, có thể làm cái gì đi vắng, nghe không rõ. Anh Cơ, sao trễ quá vậy? Tại vì có chút chuyện. Thế thôi, ở đây đợi nha. Được. Thằng nội gián muốn báo cảnh sát hả? Đừng có dẫn chơi mà anh Cơ. Không có dẫn với mày đâu. Bây giờ ở Đồng La Loan tất cả đã bị hải quan bao vây rồi. Đi. Nếu như cậu phải chính mắt cậu nhìn thấy, cậu thì không tin cháu phá bồi cậu như vậy. Quỳ, cháu thì làm cậu thất vọng. Cậu Sơn, cháu xin lỗi. Nhiệm vụ của cháu cho nên bắt buộc cháu phải làm vậy. Ngừng xe lại đi, ở đây nè. Ngừng lại. Được rồi, cảm ơn nha. Anh Sơn, nói với nó nhiều quá làm gì? Anh đã từng dạy tôi, làm nghề này không có bà con. Anh Sơn, anh không nhẫn tâm, để nó cho tôi. Anh Sơn, tại sao là cháu chứ? Tại sao vậy?
Chuyện gì vậy? Tất cả là người nhà mà. Cậu Sơn, đã tới nước này rồi, cậu đi tự thú đi. Huy, chỉ qua được đêm này thì cậu bỏ qua được mọi thứ, sống cuộc sống bình thản. Tại sao ngay cả cơ hội này cũng không cho cậu? Tất cả mọi người đều phải gánh trách nhiệm mà mình đã làm. Cậu Sơn, thật ra bao nhiêu năm cậu cũng nghĩ có ngày hôm nay, nhưng mà nằm chi bảo cũng không ngờ người chính tay bắt cậu lại là người cháu mà cậu thương yêu nhất. Thân tình và công lý không thể nào lẫn lộn với nhau. Còn nữa, cậu đã biết rõ là cháu sẽ chọn cái gì mà. Quỳ, cháu còn nhớ khi chúng ta đã bành với nhau, lúc nào cậu cũng thắng. Ngày hôm nay cậu sẽ chơi cháu một ván, để coi người giữ gôn như cậu giỏi hay là người tiên phong như cháu khá hơn. Cho dù cậu bắn chết ông ta, cậu cũng không thoát được đâu. Nếu như cháu không bỏ súng xuống thì cậu sẽ bắn chết ông ngay. Một, hai. Không sao chứ? Không sao. Cậu Sơn, cậu Sơn à. Quỳ, quỳ. Cháu còn nhớ, cậu đã nói với cháu, làm cái nghề của chúng ta thì phải cây cây cú ác độc. Nhưng mà cậu làm không nổi. Cậu Sơn, cậu Sơn, cậu Sơn à. Đại quý Trương Hảo Quỳ, chào mừng em quay về. Cảm ơn Sơn. Bà cũng được dễ dàng chú. Sếp Trương à, mạng số của ông là phải làm sếp của chúng tôi mà. Như vậy chắc chắn không thể thoát được mấy người, và suốt đời phải lo cho mấy người nữa, có phải không? Không cần biết có lo hay không, tóm lại anh bắn tôi một phát, tôi không bỏ qua đâu, nói cho anh biết đó. Vậy làm sao đây, muốn bắn lại không? Quy đừng có nói bậy, miệng ăn mắm bằng muối. Gì không thể thích thì không thể bắn anh đâu. Vậy thì mở cửa giùm tôi đi. Mở cửa? Tôi muốn anh và Ma Đầm làm phụ dâu và phụ đẻ giùm chúng tôi, còn bà Đồng làm bà Mai. Được, hạnh phúc của anh để tôi lo. Có tiền cùng gì, cho ăn cho học cho nè. Wow, nhanh lên đi. 7 8 9 10. Madam à, anh Quyền của chúng tôi đã vượt qua được cái trạm này rồi, có thể vào được chưa hả? Ê, qua được trạm thứ nhất, còn có trạm thứ hai nữa. Đừng có dòm tôi mà, hát đi, anh cứ vậy chứ đâu phải tôi. Phải hát thiệt hả? Không hát không được sao? Chịu khó chút đi, hát đi mà. Xin anh ta biết hát chứ, tôi bỏ qua đi mà. Muốn cứ vậy không? Tôi sợ tôi hát ra các người điếc tai thôi. Hát đi, hát đã cái bài cảm tác khiêm nhường đi. 1, 2, 1, 2. Yêu em dài lâu, anh muốn yêu em dài lâu. Yêu em cho tới khi con tim bạc đầu, cho tiền thu là một giây. Hay quá, 9, 16, 9, 17, 9, 18, 9, 19, 100. Được qua trạm rồi, được rồi. Nè, cứ dừng kìa. Cái đám mắt dịch. Anh em thân như vậy còn chơi tôi hả? Không giúp đỡ gì hết, mình cần chết đây nè. Nè cầm đi, cầm đi bạn. Dạ đi. Lòng có sức rồi. Không lẽ tôi có lòng không có sức hay sao? Madam à, nói thiệt nha, bây giờ đã qua ba trạm rồi, chúng tôi đều có tinh thần hải quan mà, cho chúng tôi vào đi có được không? Chào. Tiền đi nè, lấy đi. Bà xã. Muốn gì đây, muốn làm tới nữa hả? Ê, anh vô chưa được. Chuyện gì nữa đi. Anh nói thiệt cho em biết,
liền mở trước khách sạn anh và người con gái. Không. Được, vô đi. Không, đến trước cửa sạn nói cho em biết đi. Đợi gì? Dạ, đây là chú của em nè. Chào, chào. Qua đây, chụp hình đi nha. Nè, tiền quay là đám cưới rồi, chờ đâu có thiên con vậy hả? Hả? Nói cho má biết đi. Phải rồi, đúng lúc đó. Con thì không gấp đâu, nhưng mà không biết người ta gấp không. Được, để suy nghĩ 5-3 ngày đã. Wow, thiệt hả? Lúc đó hả, quá lứa rồi. Không cần phải dành với ai hết, sẵn tài sách luôn. Quý vị à, để tôi giới thiệu nha, bạn trai của tôi, Steven. Quá ra là mày hả? Nè, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi hả? Để tôi giới thiệu bạn gái của tôi, của anh. Ngồi đi, ngồi đi. Chưa hết đâu, tôi dẫn bà xã của tôi tới nè. Wow, sao vui quá vậy? Chưa, ngồi đi. Ngồi đi, nhộn nhiều quá. Nè, ngồi đi hả? Mời tự nhiên. Tự nhiên nha. Anh Đông à, sao mặt mày của anh bí xị vậy? Nói chuyện gì vậy? Anh là người tốt bụng, chắc chắn sẽ có giọng mà, đừng có lo hả? Anh nhất định sẽ tìm được một người dữ. Làm gì vậy, làm gì vậy? Ôi, khùng điên. Tôi thấy các người ai ai cũng từng đôi từng cặp hết. Tôi đây không có thèm đâu à. Bây giờ tôi thoải mái ghê chưa? Thiệt hả? Có phải vậy sao hả? Nè, em thích hả? Cầm lấy chơi đi. Cảm ơn chị. Huê, người ta có ý rồi kìa. Nhào vô đi. Làm gì vậy? Thì nhào vô đó. Nhào vô đi. Ngại ngùng cái gì nữa, lên đi chứ. Kiệt. Ba, chế tặng cho con chiếc xe. Ôi, thiệt tình, sao con bê bối quá vậy chứ. Lấy đồ của người ta. Xin lỗi nha con, cháu nó còn nhỏ, con có biết chuyện. Không có sao, cháu ấy ngoan lắm mà. Phải rồi, nó ngoan thiệt, nó thích xe hơi lắm. Chiếc xe này đẹp quá ha. Nè, qua đây chụp tấm hình đi hả? Qua đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.